xin chào quý vị và bà con. Liên tục 3 ngày vừa qua, thời tiết miền Bắc duy trì tình trạng mưa rét đã gây nhiều trở ngại cho giao thông và các hoạt động dân sinh của người dân miền Bắc. Tuy nhiên, đến sáng nay thì mưa đã giảm và trong khoảng trưa chiều đến tối, mưa tiếp tục giảm nhanh tại Bắc Bộ, chỉ còn xảy ra ở một vài nơi. Dự báo trong 3 ngày tới thì khối không khí lạnh lục địa tiếp tục ảnh hưởng trên hệ thống khí quyển tầng cao, hình thế gây mưa không còn nên Bắc Bộ sẽ chuyển khô ráo, thời tiết chỉ nhiều mây và có mưa nhỏ vài nơi vào đêm và sáng. Trưa chiều trời tạnh ráo cùng nền nhiệt độ tăng hơn so với ngày hôm nay, với nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến là từ khoảng 13 cho đến 15 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nền nhiệt cao nhất trong khoảng trưa chiều tăng lên từ 18 đến 20 độ ở Đông Bắc và từ 20 đến 22 độ tại các tỉnh Tây Bắc. Đường xá khô ráo trở lại nên sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động giao thông và cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người dân. Đới gió Đông Bắc tiếp tục dồn sâu và ảnh hưởng đến miền Trung. Dự báo trong 3 ngày tới, từ Thanh Hóa cho đến Huế thì trời sẽ nhiều mây, gió Đông Bắc đơn thuần kết hợp với điều kiện địa hình tiếp tục gây mưa nhỏ cho các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Huế. Nền nhiệt độ giảm, trời rét từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 18 cho đến 21 độ. Trong những ngày tới, còn các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế cũng lạnh với nhiệt độ dưới 24 độ. Trong khi đó, đáng chú ý hơn trong ngày hôm nay và 2 ngày sắp tới sẽ là tình hình mưa từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận. Do ảnh hưởng của nhiễu động từ phía đông di chuyển vào, nên từ đêm nay mưa dông có lượng tăng lên trên toàn vùng với nhiều nơi từ Quảng Nam đến Ninh Thuận, còn đạt ngưỡng mưa vừa có nơi mưa to và dông, cần cảnh giác với tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Sau đó, từ ngày 16 thì mưa dông có lượng xu hướng sẽ giảm dần tại khu vực này. Chính vì thế mà nhiệt độ tại giải đất ven biển miền Trung chỉ dao động từ 25 đến 27 độ, riêng các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận thì có thể lên đến 28 độ. Thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ chuyển biến hơn trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này. Mây nhiều trở lại và mưa dông tăng lên dưới diện rải rác trên khu vực. Trời nhiều mây hơn nên nền nhiệt độ trưa chiều sẽ có xu hướng giảm nhẹ tại các tỉnh thành phía Nam, với cao nhất tại khu vực Tây Nguyên chỉ từ 25 đến 28 độ, trong khi hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ sẽ chỉ cao từ 29 đến 31 độ. Ngoài ra, đang bước vào đợt chiều cường mới tại khu vực Nam Bộ. Do vậy, trong hôm nay cũng như là ngày mai, những vùng trũng thấp, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thì cần cảnh giác cao với khả năng ngập úng gây trở ngại đến các hoạt động giao thông. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, tại khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió Đông Bắc ở khoảng cấp 6, giật trên cấp 6 nên biển động. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng áp thấp nên khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông mạnh trong đêm nay. Sau đó thì vùng áp thấp tan dần, mưa dông xu hướng giảm nhanh tại các vùng biển này. Như vậy, miền Bắc giảm dần đến hết mưa, trời rét, vùng núi có rét đậm, còn Trung Bộ lại có mưa dông tăng tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Tương tự, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông tăng dần và nền nhiệt độ trưa chiều giảm. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 13 tháng 1 của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.